Tiểu sử Khương Ngọc, sự nghiệp và đời tư đầy bí mật. Khương Ngọc tên thật là Huỳnh Quang Ngọc, sinh ngày 26 tháng 7 năm 1984 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tuy không được sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, nhưng từ nhỏ anh đã bộc lộ khả năng nghệ thuật của mình. Anh đã tham gia đều đặn trong các hoạt động văn nghệ của nhà trường. Đặc biệt anh cũng vô cùng yêu ca hát. Tuy nhiên anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên hay ca sĩ. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Tuy nhiên từ nhỏ, Khương Ngọc đã bộc lộ khả năng nghệ thuật của mình. Anh thường xuyên tham gia các hoạt động, chương trình văn nghệ tại trường. Thời gian đó, nam diễn viên cho biết bản thân rất thích ca hát nhưng vẫn chưa định hướng được con đường nghệ thuật mình sẽ theo đuổi là gì, điện ảnh hay âm nhạc. Sau này khi lớn lên, Khương Ngọc có duyên được gặp một người quen, người đã giúp đỡ và khuyên nam diễn viên đi theo nghệ thuật. Người này không hề làm nghệ thuật mà làm về ngành kỹ thuật, nhưng anh đã nhìn thấy ở Khương Ngọc có những tố chất hoạt động nghệ thuật và có niềm tin Ngọc sẽ làm được điều gì đó. Thời gian đầu khi theo học tại Sài Gòn, nam diễn viên gặp không ít khó khăn. Anh không ngần ngại làm đủ thứ việc để có tiền trang trải việc học và sinh hoạt hàng ngày. Anh từng chia sẻ, trong khoảng thời gian đó, từ việc đi bán vé số, đánh cầu lông cho đội tuyển để giành giải, thi người mẫu, diễn thời trang, ca hát tại các sân khấu lớn nhỏ, để có thể chu toàn cuộc sống một mình ở thành phố. Khương Ngọc khẳng định, anh có thể làm mọi thứ để kiếm ra tiền, miễn là công việc đó không trái với lương tâm đạo đức và vi phạm pháp luật là được. Sau những năm tháng vất vả theo học tại trường cao đẳng sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh, cuối cùng nam diễn viên cũng tốt nghiệp với bảng điểm hạng ưu. Bước chân vào con đường nghệ thuật, lần đầu tiên Khương Ngọc được khán giả biết đến là vai diễn anh chàng giang hồ xét cá tính, độc đáo, không kém phần hóng hỉnh, vui nhộn trong bộ phim Hoa Giả Quỳ, đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả truyền hình. Cũng từ đó, nhiều đạo diễn chú ý hơn nam diễn viên điển trai này. Đây cũng là cột mốc quan trọng cho những bước tiến sau này của nam diễn viên. Ngoài khả năng diễn xuất chuyên nghiệp, thu hút, nam diễn viên còn được biết đến là một ca sĩ, nhạc sĩ, sở hữu chất giọng ngọt ngào. Anh được người hâm mộ đánh giá cao khi cho ra mắt hit Tình Yêu Lạ Kỳ và nhiều nhạc phim nổi tiếng khác. Nếu đem so sánh giữa âm nhạc và điện ảnh thì với Khương Ngọc, anh vẫn chưa thật sự xác định được đâu là nghề chính, đâu là nghề phụ, bởi vì cả hai anh đều đam mê và hoàn thành tốt vai trò của mình. Khương Ngọc bị gắn mác diễn viên phản diện. Sau nhiều bộ phim thể hiện xuất sắc ở các vai phản diện, đặc biệt là Ống Kính Sát Nhân và Chị 13, diễn viên Khương Ngọc được khán giả nhận xét là hợp với vai ác nhân. Tuy nhiên, anh tỏ ra không hài lòng khi bị gắn mác như thế. Cụ thể, nam diễn viên đã chia sẻ, do khán giả bị ấn tượng bởi vai sát nhân trong Thiên Mệnh Anh Hùng, nên rồi mọi người cứ mặc định Khương Ngọc phù hợp với vai ác. Khán giả Việt Nam rất dễ bị ấn tượng với một vai và mang hình ảnh đó sang phim khác. Anh đã đóng nhiều phim và hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau, hài hước có, bi lụy có, nhưng vẫn bị mặc định bởi vai ác. Theo Ngọc, vai phản diện mang đến khán giả nhiều kích thích hơn và nó đòi hỏi khai thác tâm lý phức tạp hơn. Nhưng sau khi thể hiện vai này, anh còn muốn tìm những cái mới hơn để trải nghiệm và thử sức, chờ cơ hội thoát khỏi cái bóng mà mọi người đã đặt ra. Tôi đóng nhiều phim và có nhiều dạng vai khác nhau, từ hài hước, bi lụy nhưng vẫn bị mặc định bởi vai phản diện. Tôi nghĩ vì vai phản diện mang đến cho người ta sự kích thích hơn và nó đòi hỏi khai thác tâm lý phức tạp hơn. Nhưng sau khi thể hiện dạng vai này, tôi vẫn muốn tìm những cái mới, chờ cơ hội để làm cái mới bởi tôi muốn thoát khỏi cái khung mà khán giả đã đặt ra. Tuy nhiên sau nhiều năm trải nghiệm ở nhiều vai diễn khác nhau, anh tiết lộ mình muốn thử sức những vai nặng đô như những nhân vật có tâm lý phức tạp nhưng được bao bọc trong sự thanh thản. Nếu không, anh muốn hóa thân vào những vai hài, vui. Đó là bởi vì diễn viên ai cũng muốn đưa tên tuổi đến gần với đại đa số khán giả và thị hiếu bây giờ là cần cái gì đó vui. Khương Ngọc và những bí mật chuyện tình cảm.
Hương Ngọc là một trong số ít những diễn viên chọn cuộc sống kín tiếng. Anh rất ít khi cởi mở chia sẻ về đời tư của mình. Đặc biệt khi nhắc đến chuyện tình cảm, nam diễn viên luôn lảng tránh hoặc từ chối trả lời. Chính vì có đời tư kín đáo, khi Khương Ngọc công khai chuyện tình cảm đẹp với nữ diễn viên Thanh Trúc vào năm 2012, nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ. Cả hai đã nảy sinh tình cảm sau nhiều năm tìm hiểu và đóng chung với nhau nhiều bộ phim như Chuyện tình mùa thu, Giấc mơ biển, Chàng trai không biết ghen. Tuy nhiên sau gần 7 năm bên nhau, cả hai đã chính thức đường ai nấy đi trong im lặng, khiến cho người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Sau khoảng thời gian chia tay bạn gái cũ, nữ diễn viên Thanh Trúc, thời điểm nghi vấn cặp đôi Khương Ngọc và Thanh Trúc rạn nứt được cho là vào giữa tháng 8 năm 2015. Khi đó, Khương Ngọc thường hay xuất hiện một mình ở các sự kiện thân thiết của bạn bè. Về phía Thanh Trúc, cô cũng từng nhiều lần úp mở chủ đề chia tay khi trả lời phỏng vấn. Cô chia sẻ chuyện tình 7 năm của mình đang gặp sóng gió, nếu không thông cảm với nhau sẽ không bước qua được. Nam diễn viên sinh năm 1984 cũng không ngại cho biết bạn gái mới của anh là Khả Như, một diễn viên trẻ vừa nổi lên trong loạt chương trình Cùng Nhau Tỏa Sáng. Việc công khai bạn gái vào thời điểm này của Khương Ngọc vấp nhiều chỉ trích của dư luận. Nhiều người nhận xét anh có mới nới cũ. Bên cạnh đó, Khả Như bị cho là người thứ ba chen ngang vào cuộc tình gắn bó lâu năm giữa Khương Ngọc và Thanh Trúc. Dù chưa khẳng định được có phải người thứ ba hay không, nhưng khi theo dõi lại toàn bộ quá trình sự việc, cư dân mạng vẫn nhận ra nhiều điểm đáng ngờ giữa Khương Ngọc và Khả Như khi anh vẫn còn hẹn hò với Thanh Trúc. Trong khi đó, Thanh Duy và Khả Như là những người bạn rất thân ở ngoài đời. Nếu cô bạn mà Thanh Duy nhắc đến là Thanh Trúc, thì việc Thanh Duy nhất định không chịu tiết lộ là không cần thiết. Bởi trước đây, Khương Ngọc và nữ diễn viên Thanh Trúc đã công khai chuyện tình cảm từ lâu, và cả hai vẫn chưa hề có dấu hiệu rạn nứt khi vài tháng trước, Khương Ngọc vẫn còn đăng hình ảnh tình cảm trên Facebook và ngỏ ý muốn kết hôn. Cho đến giờ, mặc dù Khả Như vẫn khăng khăng không xen vào chuyện của hai người, nhưng chuyện cô có phải là người thứ ba hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. Tuy nhiên sau nhiều năm bên nhau, Khương Ngọc và Khả Như đã đường ai nấy đi. Đáng chú ý, cả hai vẫn làm bạn sau chia tay. Và theo như Khả Như tiết lộ, cả hai đang cùng nhau hợp tác cho ra sản phẩm mới trong tương lai gần. Diễn viên Khương Ngọc tiết lộ đã có con mặc dù chưa kết hôn với bạn gái. Trong bài phỏng vấn với Zing, diễn viên Khương Ngọc đã có những chia sẻ về đời tư cũng như lý do thời gian gần đây anh ít xuất hiện trong những dự án phim ảnh. Anh cho biết bản thân muốn tạo ra những sản phẩm của mình với vị trí đạo diễn, nhà sản xuất để có thể tự do vùng vẫy. Song, điều khán giả ngạc nhiên hơn cả là việc nam diễn viên không ngần ngại tuyên bố bản thân đã có con với bạn gái. Anh cũng thừa nhận mình và bạn gái chưa tổ chức lễ cưới. Chia sẻ về con của mình, anh cho biết bé đã lớn và tiết lộ thời điểm cho con lộ diện. Cụ thể, bé cũng lớn rồi, tới một lúc nào đó khi con nói tại sao ba không cho mặt con xuất hiện, tôi sẽ để lộ diện. Tôi cũng không giấu chuyện này, người trong giới biết nhiều lắm, nhưng những vấn đề riêng tư tôi không muốn chia sẻ nhiều. Hiện tại, khán giả ít thấy anh tham gia các dự án phim ảnh dày đặc như thời gian trước. Mặc dù đã có con, nhưng anh và bạn gái vẫn chưa tổ chức lễ cưới, mặc dù chính bản thân nam diễn viên đã mong muốn về một gia đình nhỏ. Chia sẻ về lý do này, anh cho biết, tôi cũng mong muốn có được một niềm hạnh phúc ở gia đình nhỏ. Nhưng thật ra, có những chuyện mọi người không biết. Cô ấy và gia đình cũng đồng ý chuyện đó. Hiện tại tôi chưa nói thôi, nhưng thiên thần của tôi đang lớn. Lý tưởng về hôn nhân của tôi không phải ở buổi lễ. Chia sẻ về bạn gái, anh cho biết có nhiều điểm ấn tượng về bạn gái của mình. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn đang từng ngày để hoàn thiện mối quan hệ của cả hai. Khương Ngọc bộc bạch, với nhiều người tôi cũng cảm thấy có duyên, nhưng như những bánh răng ấy, đâu đó chúng tôi chưa khớp lắm. Còn với cô ấy, tôi thấy chúng tôi vừa có duyên vừa có nợ, phải có nợ mới gắn bó lâu dài. Tôi không mong muốn sự hoàn hảo, nhưng ở một số nhận định, quan điểm cần có sự hòa hợp. Người phụ nữ hiện tại có điều đó.